Xin chào tất cả các con. Mình cùng quay trở lại câu chuyện Toto và các bạn này. Và hôm nay sẽ là một câu chuyện có tên là Thức khuya hại lắm. Đã bao giờ các con thức khuya chưa? Và thường thì mấy giờ mình sẽ đi ngủ nhỉ? Các con có thích đọc truyện tranh vào ban đêm không? Bây giờ mình sẽ cùng theo dõi Toto để xem là bạn ấy đã thức khuya và bạn ấy đã nhận ra được việc đó như thế nào nhé. Buổi tối, Toto thức khuya để đọc truyện tranh. Toto ơi! Toto đi ngủ đi con, khuya rồi. Mẹ, chuyện này hay quá. Cho con đọc hết đi mẹ, tí con đi ngủ sau. Sáng hôm sau. Toto ơi! Toto, dậy đi học nào. Bạn gà tới dậy con, gọi con đi học kìa. Mẹ, con đang ngủ mà. Cho con ngủ thêm một xíu nữa coi. Con buồn ngủ quá, con dậy không nổi đâu. Khi Toto chịu thức dậy thì đã gần trễ giờ học. Chết rồi, con còn chưa mang giày nữa, trễ giờ học rồi. Phải làm sao đây, nhanh lên. Và cuối cùng Toto cũng đến lớp, vừa kịp giờ trống reo lên. Tung tung tung. Toto, cậu có sao không, Toto? Máy mà tớ chạy nhanh kịp vào giờ. Nhưng mà bởi vì tớ chưa kịp ăn sáng nên bây giờ bụng tớ đau quá. Tớ đói bụng nữa. Mà tớ còn buồn ngủ nữa. Toto, con ngủ trong lớp đấy à? Hôm nay Toto bị sao thế? Thế là hôm đó Toto ngủ gục trong lớp và bạn ấy chẳng học được gì cả. Cuối buổi học hôm đó, cô giáo Nai rủ bạn gà trống qua nhà Toto nói chuyện. Toto, em đã biết là nếu thức khuya để đọc truyện tranh thì sẽ như thế nào chưa? Dạ, thưa cô, em đã biết rồi ạ. Nhưng mà đọc truyện cũng tốt mà cô. Cô biết, đọc truyện là tốt. Nhưng mà em hãy xem bạn gà trống này. Gà trống vừa có thể đọc truyện, vừa đi ngủ đúng giờ, và bạn ấy vẫn dậy sớm đúng giờ để đi học. Thật á? Thật á, gà trống làm được á? Bạn ấy làm thế nào vậy cô? Đó là vì gà trống biết sắp xếp thời gian. Trước hết bạn ấy phải làm xong bài tập về nhà, rồi sau đó bạn ấy mới đọc truyện. Đúng rồi. À, vì mình bắt đầu ngồi vào bàn học muộn quá. 9 giờ mình mới ngồi vào bàn học, nên khi mình làm xong bài tập thì đã quá trễ rồi. Và một buổi tối, mình đọc một quyển truyện là đủ rồi. Hôm sau mình sẽ đọc tiếp. Đến giờ là mình phải đi ngủ này. Có như thế thì sáng hôm sau mình mới dậy sớm để đi học kịp giờ được. Đúng rồi, nếu mỗi buổi tối mà mình đọc 3 quyển truyện thì mình đã đi ngủ lúc 10, mình sẽ đi ngủ lúc 10 giờ. Như vậy quá trễ rồi, hôm sau mình sẽ không thể nào thức dậy sớm kịp. Toto đã nhận ra lỗi của mình như thế. Và bạn ấy biết rằng đọc truyện tranh là một điều rất tốt, nhưng mà không phải vì thế mà làm được ảnh hưởng đến việc học của mình. Dạ thưa cô, em biết rồi ạ, em sẽ sửa sai ạ. Từ nay, mình sẽ biết cách sắp xếp thời gian của mình để làm sao vừa có thể học bài này, vừa có thể đọc được một quyển truyện này, và mình có thể dậy sớm đúng giờ nữa. Thế thì tốt quá, con nhớ là con phải giữ lời hứa nhé. Sáng hôm sau, Toto ơi, tớ sang rủ cậu đi học này. Ừ, hai đứa mình cùng đi học nhé. Thế là từ đó ngày nào Toto cũng thức dậy sớm và đi học đúng giờ. Toto là một cô bé rất ngoan đúng không các con? Và bây giờ cô sẽ có một vài câu hỏi dành cho các con này. Câu hỏi đầu tiên, vì sao Toto dậy trễ? Câu hỏi số 2, vì sao khi đến lớp Toto lại cảm thấy rất mệt mỏi? Câu số 3, vì sao trong giờ học Toto lại đói bụng cồn cào? Câu số 4, Toto đã học được điều gì từ bạn gà trống? Và câu hỏi cuối cùng, mỗi buổi tối, bên cạnh việc đọc sách,
thì con nên làm gì và con có nên thức khuya hay không? Vì sao lại như thế? Các con hãy cùng suy nghĩ lại và giúp cô trả lời các câu hỏi trên nhé. Tạm biệt các con.